Các cầu thủ mang áo số 3 Nguyễn Thanh Huyền, số 5 đội trưởng Bùi Thúy An, số 6 Hồ Thị Quỳnh. Đây là đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1, thủ môn số 1 Trần Thị Kim Thanh. Huỳnh Như là cầu thủ xuất sắc nhất của giải vô địch quốc gia năm 2020. Còn Phạm Hải Yến là cầu thủ ghi bàn xuất sắc của giải đấu. Rất thuận lợi cho góc đá phạt của một cầu thủ thuận chân trái, chân phải như là Bích Thùy. Nguy hiểm. Như vậy là tỷ số 1-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Chúng tôi đã nói tới những tình huống cố định trong trận đấu này. Và Bích Thùy ngay trong tình huống cố định đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đã có được một tình huống đá phạt hiểm hóc. Thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội 1 Watabe bị chói nắng và có lẽ cũng đã phán đoán cho một tình huống treo bóng. Nhưng vừa rồi thì Bích Thùy đã xử lý với tính bất ngờ rất cao. Những tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và họ cũng là đội đã mở tỷ số đầu tiên. Cú nhấc chân trước đó của Huỳnh Như cũng tạo ra những bất ngờ cho hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng. Chúng ta sẽ cùng xem những tình huống tấn công biên của câu lạc bộ Hà Nội 1 Watabe trong những phút tới đây liệu có được phát huy tác dụng hiệu quả như mong muốn của huấn luyện viên Jong Song Chol. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Thẻ vàng của Biện Thị Hằng, một tình huống đạp bóng bằng gầm giày. Thời điểm này những tình huống như thế rất nên tránh bởi lực lượng của bóng đá nữ Việt Nam cần phải được duy trì và bảo vệ một cách tốt nhất cho một hành trình còn rất dài ở phía trước, nhất là vòng chung kết giải vô địch châu Á 2022. Tình huống tranh chấp có lẽ Biện Thị Hằng chưa khiến cho đối thủ phải lúng túng trong những pha phòng ngự, trong khi đó lại tiếp tục ghi thêm những bàn thắng nữa. Một pha phối hợp ở biên quá hay và người kết thúc với một cú đánh đầu chính xác là Huỳnh Như. Chúng ta thấy là trong khi câu lạc bộ Hà Nội 1 Watabe tấn công biên nhưng chưa có một quả tạt nào thực sự tới được vị trí thuận lợi cho Hải Yến thì Huỳnh Như lại nhận được rất nhiều những đường truyền mà các đồng đội đặt cô vào vị trí có thể ghi bàn. Quả tạt quá chính xác, không cần phải nhảy lên. Thu Thảo là người đã tạt bóng để cho Huỳnh Như nâng tỷ số lên 2-0 và sự hài lòng của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi. Thái Thị Thảo và Hải Yến. Đó là cú sút của Hải Yến, đúng vào vị trí đã chọn của Kim Thanh. Hiệp 2 này thì Hà Nội 1 Watabe cầm bóng nhiều hơn rồi. Buộc phải như vậy và họ được hưởng một quả đá phạt. Trong hiệp đấu thứ nhất thì cũng đã có một tình huống đá phạt trực tiếp với điểm đá phạt ở ngay trước vòng cấm địa của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Thúy Trang đã phải nhận thẻ vàng. Và chúng ta thấy Vạn Sự rất xông xáo. Một tình huống đột phá của Ngân Thị Vạn Sự, nhìn thấy kẽ hở. Sức ép được tạo ra ngay đầu hiệp 2. Bóng đập hàng rào. Người đá phạt là Thái Thị Thảo. Phan Thị Trang đang di chuyển và cả Hoài Lương nữa. Chúng ta thấy cách di chuyển đội hình của Hà Nội 1 Watabe sẽ gặp những khó khăn trước những pha phản công của đối phương. Thùy Trang. Điểm chạm vừa rồi của Hoài Lương chưa đủ để tạo ra một pha dứt điểm nguy hiểm. Cùng với một khoảng cách hai bàn cơ. Pha dứt điểm của Huỳnh Như. Vẫn chưa có bàn thắng. Vẫn là số 9. Cơ hội. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Hoài Lương vẫn chưa thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Và chúng tôi cũng đã nhận thấy là đội bóng áo đỏ đã có những phương án chuẩn bị về nhân sự. Tuyết Ngân sẽ được vào sân. Xoay sở rất tốt của Huỳnh Như. Hoài Lương có lẽ tự bị đau. Hải Linh. Cách mà Thùy Trang theo kèm rất kinh nghiệm để ngăn chặn pha đi bóng của cầu thủ trẻ bên phía Hà Nội 1 Watabe.
Kim Thanh ngày hôm nay không phải hoạt động quá nhiều khi mà các đồng đội phía trên của cô đang thi đấu quá tốt. Chưa thể có cú dứt điểm. Hải Linh. Hải Linh không vượt qua được Thùy Trang. Tuyết Ngân. Huỳnh Như. Pha chạm bóng của Huỳnh Như đã trở thành đường truyền cho Phan Thị Trang. Tất cả đều ở rất xa với khung thành của Kim Thành. Tuyết Ngân. Tuyết Ngân bị Thái Thị Thảo phạm lỗi. Và một chiếc thẻ vàng dành cho tiền vệ mang áo số 16 của câu lạc bộ Hà Nội 1 Watabe. Một ngày thi đấu không thật sự thành công của Thái Thị Thảo. Cô không có những đường chuyền đột biến cho các đồng đội phía trên của mình. Trong khi đó ở khâu phòng ngự thì bên phía Hà Nội 1 Watabe thì các tiền vệ phải nhận thẻ vàng là Thái Thị Thảo và Biện Thị Hằng. Điều đó cho chúng ta thấy sự kịch tính. Kim Thành đã rời khung thành nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng cho đội bóng áo trắng. Một sai lầm hiếm hoi của Kim Thành trong bối cảnh ngày hôm nay thủ thành bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh một không phải hoạt động quá nhiều. Đó là cái cách mà cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của bóng đá nữ Việt Nam. Còn Huỳnh Như thì những mùa giải gần đây luôn khẳng định vai trò là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Trượt trụ. Một trận đấu khó khăn của Hải Yến khi luôn bị theo kèm. Và phía trong thì vẫn không có một điểm cắt nào được tạo ra. Quả tạt của Thanh Nhã. Ngân Thị Vạn Sự, một cầu thủ có chiều cao không tốt, lại là người đánh đầu. Thái Thị Thảo. Một tình huống trùng vị trí giữa Thanh Nhã và Thái Thị Thảo. Và kết quả là không có một cú dứt điểm nào. Hà Nội 1 bị trùng xuống với một đường truyền. Thay cho cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu, Vạn Sự có thể sộc thẳng vào vòng cấm địa của đối phương. Không đủ tốc độ. Những diễn biến của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 cũng sẽ được Đài truyền Việt Nam gửi tới quý vị khán giả. Trọng tài đã nổi tiếng còi kết thúc trận chung kết của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2021. Tỷ số 2-0 được bảo toàn trong một hiệp đấu thứ hai với nhiều diễn biến kịch tính nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Cả hai bàn thắng của trận chung kết đều được ghi trong hiệp 1 do công của Bích Thùy và Huỳnh Như. Điều này giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia.